năm 1962, Trung Quốc đã xảy ra nạn đào dông. Có rất nhiều nạn nhân tràn vào Hồng Kông. Có rất nhiều gia đình vì nạn đào dông này mà bị tan nát. Châu Dinh là một trong những kẻ bị hại. Nhà họ Châu ở Triều Quân. Vợ của Châu Dinh sau khi sinh ra đứa nhỏ, Châu Sáng Sơn đã bị chết. Châu Dinh vì nghĩ cho tương lai của Sáng Sơn đã quyết ý cùng với con đến Hồng Kông. Nhưng mà trên đường đào dông đã gặp được quân giải phóng để bảo vệ cho người nhà Châu Dinh, đã xả thân cản quân giải phóng. Cuối cùng, Châu Dinh đã bị quân giải phóng bắn trúng nhiều phát. Chưa biết sống chết ra sao, còn Sáng Sơn đã theo bà cô Giang Tú đến Hồng Kông, bắt đầu câu chuyện bên biển của nó. Con gái của bà tên gì? Lâm Tú Mai. Lâm Thể Mai hả? Còn đứa con của bà? Đó là cháu của tôi, ba của nó. Bà đang nói cái gì vậy? Tôi chỉ hỏi con của bà tên gì thôi. Sáng Sơn. Bái Sơn sao? Đúng là thằng nhà quê. Xem có đúng không? Đúng thì ký tên ở đây. Không biết chữ thì đóng dấu tay cũng được. Chính phủ Hồng Kông không có gạt bà đâu. Ai là Lâm Bảnh? Dạ tôi. Qua đây. Sao anh Đức? Họ nói không mướn tôi. Sao nói con chó con mèo cũng mướn mà? Sao không mướn anh? Họ có nói nếu không biết nói tiếng Quảng thì phải biết nói tiếng Anh. Nếu tôi biết nói tiếng Anh thì đã đi làm giám đốc ngân hàng rồi. Mấy người trong đó không biết tiếng Quảng cũng có thể đi làm cảnh sát. Đúng là điên. Thôi tôi đi trước nha. Ai là Triệu Dinh? Tôi đây. Năm 1967, Hồng Kông bạo động. Đã đảo chính phủ, đã đảo, đã đảo. Đã đảo chính phủ, đã đảo, đã đảo. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Đã đảo, đã đảo. Đã đảo, đã đảo. Đã đảo chính phủ. Ông ơi, cho tôi vô được không? Đi đi, nguy hiểm lắm. Đi đi, cho tôi vô đi mà. Đã đảo, đã đảo. Chạy đi, chạy đi. Em ơi, em có sao không vậy? Em có sao không vậy hả? Em ngồi đây đừng bước ra ngoài nha. Có ai trong này không? Mở cửa đi. Sơn Sơn à, thầy Hòa ơi, Sơn Sơn, mở cửa đi. Chuyện gì vậy? Cái gì đây? Thằng nhỏ này, mày làm gì ở đây? Mày tới từ khu nào? Liên quan gì tới mày? Thì con hỏi nó thôi. Chuyện này là của mày sao? Thì ba thường nói như vậy mà. Im miệng đi. Nhóc con, bộ mày câm sao? Anh Toàn, anh nói với họ đi. Tôi nói không xong. Giao nói cho mày đó. Bộ mày câm hả? Không phải hàng Mỹ hả? Thôi kệ, hàng Mỹ hay là hàng Nhật, có lấy không lấy thì thôi. Tao không nói chuyện với mày nữa. Mày làm gì vậy chứ? Hàng Mỹ hay hàng Nhật coi cũng không ra. Thì cố gắng mà học hành đi. Mày coi chừng tao đó. Lớn đầu mà còn ngu. Bắt mày đi bán đó nghe chưa? Đi làm bài đi.
Chú ơi, đừng có bắt cháu đi bán. Ai bắt mày đi bán chứ? Lấy tủ thuốc cho tao. Lần này may phước cho mày đó. Nói nhiều làm gì, đi lấy tủ thuốc đi. Đừng khóc, băng bó xong tao đưa mày về nhà. Anh Vinh à, mong hồn của anh sẽ phù hộ cho thằng Sáng Sơn. Sơn Sơn à, qua đây lạy ba đi con. Ba ơi, con đã lớn rồi, con đã biết tên của mình rồi. Thằng này thiệt khờ quá. Má ơi, con chưa có làm hết bài. Được rồi, được rồi, đốt luôn sắp vàng mã này là được rồi. Đi, cháu đi chơi với xá xị nha, tạm biệt. Sơn Sơn, Sơn Sơn, cháu đi chơi phải về sớm đó. Tối qua mày ở ngoài làm cái gì? Thì cũng chờ ba tao. Mày có cúng không? Ba thì không cần, nhưng mà phải cúng má. Tao thì cúng cả hai. Tao chưa bao giờ gặp má tao hết. Tao thì cả hai cũng chưa gặp nè. Ủa sao cái gì mày cũng hơn tao vậy? Phải rồi, tao còn bà cô, có chị họ nữa. Mày có không? Không có. Nhà của tao hả? Đâu có đàn bà. Cho nên tao thích nhìn đàn bà nhất. Nè, chỗ mình hành động nhất định phải là chỗ đông người. Tại chỗ đông người mới là chỗ an toàn. Chẳng hạn như xe buýt hay là xe điện. Thậm chí mấy cái thằng đần độn ra tay. Nè, để tao làm thử cho tụi bay coi. Tao giả đàn bà nha. Mau Hùng, chuẩn bị. Dạ. Nè, coi như là ở trên xe buýt thật là đông người nha. Xin lỗi, xin lỗi. Làm gì vậy? Muốn lợi dụng à? Hỉ, chuẩn bị. Được rồi. Cái gì vậy? Xin lỗi, xin lỗi. Không có giống cái gì hết trơn á. Thằng quỷ, làm sao mà giống được chứ? Đàn bà đâu có phải như vậy đâu. Phải lắc qua lắc lại như vậy nè. Coi con nè. Thằng quỷ này. Học nghề đi nha. Cái thằng Trần nó đi như vậy nè. Còn có Hoàng thì đi kiểu khác. Tại vì ngực bà ta rớt xuống, bà ta phải đưa lên đưa xuống, nhúng tới nhúng lui, xoay qua xoay lại, đi một bước nhúng một cái. Đã quá, đã quá. Xá xị à, còn gì nữa không? Con muốn xem làm sao để nhảy khiêu gợi không? Muốn. Được rồi, vậy thì xem nha. Được 96 điểm nè. Quốc văn 86, anh văn 88, còn giáo dục 89 nữa. Thằng này nó giỏi ghê, môn nào cũng được điểm cao. Chắc cũng là may mắn thôi mà. Cô à, lấy dấu đưa cho cháu đóng nha. Ủa, con dấu để trong nhà mà. Dạ không, cháu tìm khắp nhà rồi cũng không thấy. Chắc là để trong túi, để cháu lấy được rồi. Thằng Sơn nó giỏi như vậy, chị không cần phải lo lắng cho nó đâu. Bây giờ nó còn nhỏ, để mai mốt nó lớn lên lấy vợ rồi sinh con. Chừng đó tôi mới được yên lòng. Tôi tới Hồng Kông đã mười mấy năm rồi, bây giờ mới được ổn định một chút. Như vậy mới dễ ăn dễ nói với anh của tôi. Hai cái thằng kia không ăn cơm sao? Ba à, chúc ba sinh nhật vui vẻ nha. Chúc ba sinh nhật vui vẻ. Chúc ba sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật của ba. Tao tưởng tụi mày quên rồi chứ. Ba à, sinh nhật của ba làm sao mà quên được chứ. Thôi ăn cơm đi. Thằng Sơn nó ngoan vậy, hay là nhận nó làm con nuôi đi. Thâu nó làm con nuôi, kết nghĩa không vậy à? Dĩ nhiên là có rồi. Hôm nay là ngày sinh nhật của chú mà chú Toàn. Được lắm. Thứ này là hàng bản xứ thôi. Tụi mày bị lừa đó hả? Không phải đâu, tụi con tự lấy được mà. Thật hả? Thật đó. Sơn Sơn, uống đi. Cảm ơn ba nuôi. Nè, bây giờ hai anh em đồng tâm hiệp lực sát cánh bên nhau có được không? Ăn cơm đi. Ba nuôi à, cô mời ba một ly. Alo. Cái gì? Nó làm phách vậy sao? Có tiền hay không? Để tao. Hùng, mày ăn cơm trước đi nha. Anh Toàn, tôi đi với anh. Không cần đâu, mình tao lo xong mà. Ăn cơm đi. Ba à, bữa nay sinh nhật của ba mà. Sinh nhật năm nào cũng có. Còn tao thì phải đi kiếm ăn. Ăn cơm xong đi làm bài nghe chưa? Dạ. Ăn cơm đi.
Thằng Toàn, chết mày nè, chết đi. Hình như là tiếng của ba đó. Nè, đừng có chạy nha. Ba, ba, ba ơi, ba ơi, ba ơi, ba có sao không vậy? Ba ơi, ba ơi, ba, ba Hùng, ba con bị sao vậy? Ông ấy chết rồi. Chết hả? Đồ đáng chết, tao chém chết tụi bay, tao chém chết tụi bay. Xá xị, xá xị. Dì Tú, sao hôm nay trễ vậy? Dạ phải, đi nấu canh lâu nên trễ. Sơn à, con đi học đi, nếu không bị trễ giờ đó. Con biết rồi, tạm biệt. Anh hai à, tiền đây nè. Anh hai. Anh hai. Sao chỉ có 8 bao vậy? Còn 2 bao đâu? Bỏ túi hả? Tại hôm qua em thấy cảnh sát nên mới giấu trong bồn cầu. Còn không mau lấy về. Làm sao làm ăn đi? Đem đầy đủ đó. Dạ biết rồi anh hai. Cái thằng ma giáo, hôm qua thấy bán 9 bao mà sao đưa 8 bao? Bỏ túi riêng hả? Tiệm cầm đồ có đồ tốt mà, tao mua đó. Vậy tiền đó làm sao? Trời có sụp xuống tao cũng không sợ. Mày nghĩ cách lo liệu đi. Lại là tao. Có được không? Trộn vô một chút không sao đâu. Bán cho đám ngu ngốc đó qua tay rồi thôi. Sợ họ ăn thịt mình sao? Bao phấn đâu? Nè, ở dưới này nè. Tao đánh bể mặt mày nè. Vô, vô đi. Ngon nhào vô. Tao đánh mày cho coi. Đánh đi, đánh đi. Vô đi, vô đi. Thằng đáng chết, dám ăn chặn của tao. Chết đi, đứng dậy. Đi, chạy. Đứng lại, đứng lại. Không được chạy. Đứng lại. Không được chạy nha. Còn chạy sao? Chạy hả? Đứng lại. Đứng lại. Ra đây. Thằng đáng chết này, tao đánh bể mặt của mày. Ôi trời ơi, đổ bể hết rồi. Cái thằng trời đánh. Sao lại đổ đồ của tôi vậy? Mày đứng lại mau. Mày đứng lại không? Định chạy sao? Cho mày chết. Cho mày chết. Đứng lên. Sao lại đánh con nít vậy chứ? Thằng nhóc con, dám ăn chặn của tao hả? Trời ơi, thả nó ra đi.
Thằng nhóc con, mày dám ăn chặn của tao? Thấy đã chưa? Mày mắc nghẹn rồi. Tao cho mày nếm mùi. Hôm nay có 15 vị anh em quan vinh đến thành công an lạc. Tôi xin đại diện chúc quý vị anh em sức khỏe dồi dào, tương lai rực rỡ, thành công tốt đẹp. Thật ra lúc Sáng Sơn còn nhỏ thì ngoan lắm. Tôi còn nhớ khi tôi bao cơm trưa cho công xưởng, ngày đó nó cũng đưa cơm cho tôi. Có lẽ vì quá vất vả cho nên nó không cố gắng học hành. Bây giờ nó bị như vậy, tôi thật có lỗi với nó quá. Má à, dì Tú à, tuổi trẻ ngoài việc học hành thì việc giáo dục gia đình cũng vô cùng quan trọng. Nếu gì cần thiết thì tới trung tâm phục vụ giúp gì đi. Không cần đâu, hoàn cảnh gia đình của chúng tôi vốn không có vấn đề. Tôi đã tốt nghiệp đại học ở Hồng Kông rồi. Sáng Sơn đã phải cai ma túy 3 lần. Đó chỉ là vấn đề bản chất của nó mà thôi. Cô à, Sơn Sơn à. Được rồi, được rồi. Cháu cảm ơn ông, cảm ơn ông nha. Cảm ơn chủ nhiệm. Từ đây cố gắng làm người nha. Má à, trưa lắm rồi, thôi mình đi về đi. Về nha. Cô khỏe chứ? Ừ, khỏe. Ở chỗ này không có tệ đâu, cháu xem đi nè. Có nhà bếp nè, có nhà vệ sinh nữa. Sáng Sơn à, cháu ở với cô phòng đó nghe. Minh à, Sáng Sơn đây. Má coi nó kìa, vừa mới ra là gọi điện cho đám hư hỏng đó. Sớm muộn gì cũng trở lại thôi. Thì kệ nó đi. Sáng Sơn à, qua đây con. Qua đây thắp nhang cho ba cháu đi, để ông ấy phù hộ cho cháu suôn sẻ. Vậy đi nha. Tự mình không nên thân thì ai phù hộ cho đây? Sáng Sơn à, cô đã nấu sẵn nước lá bưởi rồi, con đi tắm đi. Áo quần để ở ngăn trên của cái giường đó. Em làm cái gì vậy? Sao đê tiện vậy chứ? Chị điên sao? Em đâu có cố tình. Nếu không cố tình tại sao leo lên giường? Chị là chị của tôi nhìn lén làm gì? Thứ dân nghiện ngập như cậu, làm sao có ai tin nổi? Chị nói cái gì? Thằng nghiện ngập, tôi đánh bây giờ. Có chuyện gì vậy? Đánh thử đi. Trời ơi, sao hai đứa lại gây gỗ rồi? Má, con đã nói là má đừng lo cho hạng người này rồi mà. Nó nhìn lén con thay đồ đó. Chị nói cái gì? Sơn Sơn à, sao cháu làm như vậy chứ? Sơn Sơn à, má, trở vô đi cháu. Chuyện gì vậy? Vừa về mà, ồn quá đi mất. Sơn Sơn, Sơn Sơn à, cháu nghe lời cô đi, về nhà rồi nói. Cháu biết chị Mai không thích ở chung với cháu, sợ cháu là mất mặt gì mà. Sao lại gắn tội cho cháu chứ? Tính của nó là như vậy mà. Nhiều lúc nó chửi cả cô nữa, cháu nhường nhìn một chút có sao đâu. Cô à, cô đừng có lo, cách mấy cháu cũng không về đâu. Cháu không để đám người này khi dễ cháu. Cháu một mình dọn ra ngoài ở thì làm sao cô yên lòng được. Cháu bây giờ lớn rồi, cháu tự biết chăm sóc cho bản thân mà. Cô à, nếu cháu rảnh cháu sẽ về thăm cô. Sơn Sơn, Sơn Sơn à, cháu đi đâu được chứ? Cháu hãy trở về đi mà, Sơn Sơn.
bắt đầu chơi nha. Chia bài đi. Chia đi. Ba bố à, điện thoại cho anh em đi. Đi đi, nhanh lên. Chuyện gì vậy? Chém ai hả? Mày muốn đi thì đi, hỏi làm gì chứ? Tự lo liệu nha. Đáng chết. Thằng nhỏ, mày giỏi thật. Giờ qua đây đại ca đã tin mày rồi đó. Để một lát đàng hoàng xong thì xuống uống trà. Làm không xong thì xuống đánh giúp. Nhóc con, lo liệu nghe. Anh Quý, anh đến thật đúng giờ. Đừng có nói thêm. Nói chuyện giao xá xị ra không? Trước khi giao mình phải nói chuyện chứ. Anh vừa tới là đòi hàng rồi, làm sao nói chuyện được. Nè, ngồi xuống đi. Đánh đi, đánh đi. Vô đi, vô đi. Nè, sao mày đi theo anh hai? Tới đây, tới đây. Tao hỏi mày sao đi theo anh hai chứ. Im đi được không? Im cái gì? Mày muốn tao bị người ta chém sao? Lần này xảy ra chuyện lớn rồi, cũng tại vì tao thôi. Sao vậy? Em út của đại ca mày giật cái của nhà người ta còn đòi quyết đấu với người ta nữa. Ai dè là bị người ta đánh gục. Mày muốn làm sao? Thì chém nó lại, đúng vậy. Mày coi đi. Có người chém giùm tao đó. Vậy có phải đuổi anh hai không? Nè, thằng điên đó nó tốt với mày lắm hả? Hắn không tốt với tao đâu. Hắn chỉ muốn lấy lại tiền đánh nhau thôi. Tiền tao cho thằng Quý mà. Đền tiền thuốc men. Anh Quý à, nể mặt tôi một chút có được không? Nể mặt mày, ai nể mặt tao chứ? Nè, sắp rồi. Sao hả? Đánh chắc rồi, mày nghĩ sao? Mày có giúp thằng điên đó không? Nói thật nha, làm anh em thì có thể làm suốt kiếp. Đại ca thì có thể kiếm người khác thay thế mà, đúng không? Mày nghĩ sao? Như vậy thì tao không giúp được gì nữa rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Nguy hiểm quá, tao đi trước nha. Nè, nè nè, mỗi đứa 20 đồng vậy là làm giàu rồi. Tao cho mày biết nha, thời buổi bây giờ không phải là theo đại ca đâm thuê chém mướn thu tiền đâu, mà là dùng cái này để mà kiếm cơm đó. Như vậy từ nay giàu chắc rồi. Chắc vậy sao? Tệ như mày mà cũng xong, thông minh như tao mà còn không làm giàu sao được. Tao nè. Cái gì vậy? Chú ý nha. Cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Đứng qua một bên, đứng qua một bên. Ai là chủ ở đây? Đứng qua một bên hết đi. Ai là chủ ở đây? Sếp à, chỗ này không có ai làm chủ cả. Đều là bạn bè với nhau thôi. Hùng tiền lại làm thôi. Anh em ở đâu ai cũng đều có phần cả. Đúng vậy, đúng vậy. Hùng tiền sao? Ai thu tiền của anh đây? Ai nấy cũng đều thu tiền của tôi. Ai nấy cũng đều đưa tiền cho tôi. Đúng vậy, đúng vậy mà. Cô bé, ngoan ngoãn nói với tôi. Cô đi vô đây, ai thu tiền của cô? Nếu không tôi sẽ điện thoại tới nhà của cô. Xạo quá, sao lại biết số điện thoại của người ta chứ? Chúng tôi không có đưa tiền. Là bạn bè thôi mà. Tất cả là bạn bè thôi mà. Được, nếu đã đoàn kết như vậy thì dẫn hết về đồn cảnh sát đi. Đi đi, nhanh lên. Đi thì đi chứ, đồn cảnh sát tôi đã đi mấy chục lần rồi. Đi thôi. Nè, đừng có sợ nha, ký tên là xong ngay thôi.
Đi đi, đi lẹ lên. Mày nói vậy thật không? Thật mà. Xá xị à, đến đây, đến đây. Muốn gì đây? Thì coi làm sao đó. Coi làm sao. Chết rồi. Chỗ này nói người đàn bà hay bị ung thư lưỡi lắm, còn ngực thì bị thừa đó. Thật thảm quá. Vậy sao? Chỗ này còn nói càng lớn càng chết, nhiều chỗ bị nữa. Từ nhỏ anh đã thích kiểm tra cho người ta rồi. Em muốn thử không? Gạt em. Có phải vậy không? Không không, không có mà, không có mà. Hai bên thì không thấy gì lạ. Phải kiểm tra lưỡi xem có bị ung thư không. Cho uống một miếng đi. Nè nè, mày ngốc vậy, muốn cưới nó sao? Có bầu rồi tao phải chịu trách nhiệm chứ. Chịu cái gì mà chịu. Giận nó đi phá đi chứ. Tao thiệt tình thích cổ mà. Lần đầu tiên mày có cảm giác vậy thôi ngốc à. Mày quen 30-40 người thì mày sẽ không còn cảm giác vậy nữa đâu. Thiệt tình. Mày nghe tao nói đi. Tao sợ mày sẽ bị gạt thôi. Biết rồi. Mi. Nè nè nè. Gì? Lát nữa nói chuyện cẩn thận một chút nha. Nó là con út của chúng tôi. Thật ra chúng tôi không định gả nó sớm như vậy đâu. Nhưng mà bây giờ hai đứa đã như vậy rồi, không còn cách nào hơn. Nhưng mà tiền cưới thì... Thím hai à, thằng Sơn tại như vậy, thím gả con gái cho nó xem như là đánh ván bài đi. Mấy ván ban đầu cũng hay bị thua mà. Nhưng mà hai bác đừng lo, sớm muộn gì cũng sẽ thắng một ván thật lớn thôi mà, đúng không? Tiền cưới sao, chừng đó thì tính sao? Lấy con gái tôi là nó may phước rồi. Coi cái tướng kìa, suốt kiếp chắc sống nhà vợ. Bác à, bác à, bác hai thật là lắt léo quá. Bác tưởng nó sống nhà vợ sao? Bác tưởng con gái của bác quý lắm sao? Nè nè nè, mày im đi, để tôi nói cho hết mà. Bác tưởng là bác có tiền lắm sao? Không ra gì cả. Cậu là gì của nó? Ông tưởng ông là xã hội đen sao? Muốn điều tra lý lịch của tôi không? Tôi cho ông biết, quan hệ của chúng tôi mật thiết lắm. Ông không để mặt tôi tức là không để mặt nó, có biết không hả? Hôm nay tôi là người chứng hôn cho họ. Tôi đã thấy hai đứa nó. À không phải, lấy nhau. Ông có gì thì nói với tôi là được rồi. Tôi không nói chuyện với cậu. Nếu nó không có nghề nghiệp đàng hoàng, tôi không gả con tôi cho nó đâu. Nè, giận rồi sao? Ông nói vậy là bỏ nó hả? Được, chia tay sao? 30.000 đưa đây. Mày đừng nói nữa mà. Bác à, bác đừng lo. Sau khi đám cưới, cháu sẽ kiếm việc làm đàng hoàng mà. Cháu sẽ nuôi Emmy trắng trẻo mập mạp. Kiếm thì có người mướn sao? Lỡ không kiếm được thì sao? Bác hai à, tôi không muốn nói nhiều với bác. Bác có biết hôm nay chúng ta đến đây là bàn vấn đề gì không? Chúng tôi tới là vì mục đích từ thiện. Tôi không cần bác phải nể mặt gì đâu. Không cưới hả? Cũng được. Xem mai mốt con gái của ông mang bầu thì có bị quê không, hay là bạn tôi bị quê. Sáng Sơn, mình đi. Đừng đi, đừng đi. Bác à, bác à. Ngồi xuống đi mà, ngồi xuống đi. Thôi đừng có nói nữa mà, ngồi xuống đi. Bác à, mày im miệng đi mà. Nè, mời bác uống trà. Mày không phải lưu manh sao? Bỏ qua đi, thôi đi mà. Mày không phải lưu manh sao? Thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Nè, em ăn một miếng đi. Chuyện gì vậy? Em không nghĩ việc đám cưới và sinh con sớm như vậy. Hối hận sao? Không có. Vậy được rồi. Lần này đơn giản một chút. Mai mốt anh kiếm được tiền thì sẽ làm long trọng hơn. Có phải đãi chung với họ không? Dĩ nhiên. Nếu tối nay mình có tiền mướn người về chụp hình thì hay biết mấy. Không thành vấn đề đâu. Theo anh. Đừng có nháy mắt nha. Là
Tấm hình này là vĩnh viễn rồi. Nhớ chỗ này và chỗ này thôi. Nghe nói cháu Sơn có một người chị học hành khá lắm mà. Sao tối nay không thấy tới? Biết tối nay tới ăn tiệc với tụi này, tôi không có tới đâu. Đừng nói vậy. Con gái tôi vừa thi bộ môn chính phủ nên đã qua anh tập huấn nên không thể tới được. Anh chị đừng có trách thằng Sơn. Nó ít học nhưng mà hiếu thảo lắm. Con người lại tốt nữa. Đám bạn của nó tuy là có chút thô lỗ nhưng mà cũng đều là người tốt. Người tốt sao? Còn lễ phép lắm nữa đó. Cứ hỏi thăm má người ta hoài. Mau ký tên đi. Được. Đại ca, xá xì đã tới. Chữ đẹp mà người cũng đẹp nữa. Đại ca. Anh Quý, đại ca, bình tĩnh. Tôi tới đây chúc mừng Sáng Sơn. Anh đừng có gây chuyện nha. Mày tới đây để phá đúng không? Anh nói cái gì hả? Thôi mà đại ca, hôm nay là ngày vui của tôi mà. Bỏ qua đi. Chuyện gì không khác hả nói. Ngày vui của tôi mà. Làm ơn đi mà, thôi đi. Chắc là chỉ giỡn chơi thôi. Anh em mà để ý làm gì chứ. Được ghê đó. Tao chưa từng thấy cô dâu nào có thân hình đẹp như vậy. Nè, muốn chết sao? Nè, đừng quơ tay quơ chân chứ. Có chuyện này muốn thỉnh giáo với mày nè. Chuyện gì? Bộ đồ nghề của mày tao đã coi mười mấy năm rồi. Thứ gì đây? Một cú là ngay chóc. Từ nhỏ tao đã nói mày rồi, chưa chắc to là tốt đâu. Phải không Mi? Nó bậy quá hả? Hôm nay mày đám cưới, chút ít tiền, lì xì để chúc mừng nha. Cầm lấy đi, cần gì phải khách sáo vậy chứ, cầm đi mà. Chúc mày mỗi năm đều có ngày này nghe. Mày chết đi, tao chịu chứ chắc Mi đã chịu. Đúng không Mi? Mày chơi tao hả? Đừng trách tao đó nha. Đủ rồi, ông Sơn, tới giờ ăn rồi. Dọn đi. Nhưng mà ông nhiều bạn như vậy, hai bàn ngồi không đủ đâu, ông nghĩ sao? Vậy thêm một bàn đi. 10 đồng. 10 đồng. Đưa mấy chục đồng mà kéo cả nhà đến vậy sao? Đáng lý thì đủ. Nhưng mà anh em nể mặt thì phải dọn thêm một bàn. Chỗ này có 200. Cầm trước đi. Không cần đâu. Sao mày khách sáo vậy chứ? Dù có lấy luôn 200 thì vẫn còn lại thiếu cả ngàn nữa. Thì cầm trước đã. Hôm nay là ngày cưới của mày mà. Buồn làm gì? Có việc gì giao cho tao. Xong ngay. Anh Hoàng à, tối nay đến đón em nha. Được rồi, ăn cơm xong với vợ anh sẽ tới ngay. Anh thật là tốt quá. Tạm biệt. Anh là ai? Chuyện gì đây đại ca? Bình tĩnh đi, đừng làm ẩu nha, biết chưa? Anh cũng đừng làm ẩu nha. Anh là người của Rosa sao? Tôi giống lắm hay sao? Không giống. Tôi nói chuyện này với ông nha. Bạn của ông cần tôi giúp đỡ. Nếu như có tình nghĩa thì có nên giúp hay không? Phải thì được rồi. Có tướng của anh kìa, giống như người có tình nghĩa mà, đúng không? Phải. Anh cho tôi mượn tiền, tôi cho ảnh mượn tiền. Vậy là được rồi. Được. Tốt đó. Tiên nữ giáng qua, Hồng Kông nhiều cái đẹp mà. Tại Hồng Kông người đẹp rất nhiều mà. Uống nhiều quá rồi. Nhưng mà chuyện ở trên đời không thể nào ngờ được đâu. Tôi biết chuyện đó mà. Sơn à, anh say rồi. Say gì đâu, uống đi chứ, uống đi mà. Ba má về trước đi nha. Đồ chẳng ra gì. Nè, người đẹp. Sơn à, sao cháu uống nhiều dữ vậy? Sáng Sơn à, cháu đã uống say rồi, cháu phải đưa con Mi về nhà chứ. Dạ được, con biết mà. Ngày mai con kêu nó đi đăng ký với con nha. Dạ con biết rồi. Tạm biệt. Taxi, đến đây. Taxi. Anh Sơn à, xá xị nôn mửa rồi kìa. Lên đi, nè nhóc con,
Chuyện gì vậy? Xá xỉ. Xá xỉ, nè. Đứng im. Bắt về đi. Anh Sơn. Bắt về hết đi, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Sáng Sơn. Sơn à. Bốn tòa tuyên án bị cáo Lâm Sáng Sơn vào đêm 24 tháng 12 năm nay đã ở đường Bát Lang đánh đập cảnh sát. Tội được thành lập, bị cáo vào tù 6 năm, lập tức chấp hành. Đứa nhỏ ra sao rồi? Xin lỗi anh nha. Vậy là mất rồi. Tại sao con bàn với anh chứ? Anh cũng có phần mà. Bàn cái gì? Mày có nuôi nổi nó không? Câm miệng lại đi. Ông im miệng đi lão già. My à, tại sao không nói cho anh biết? Tại sao em lại im lặng vậy chứ? My, tao nói cho mày biết, mày ra tù đừng có kiếm con tao nữa. Đúng là đồ không cha sanh mẹ dạy. Nè, thấy chưa? Bình an vô sự, lại tới 5 giờ. Hút thuốc đi. Phải coi xung quanh chứ, coi có ai không. Ngồi xuống đi, nghỉ chút đi mà. Mày bị đi tù cũng thoải mái quá ha. Dĩ nhiên rồi, không cha không mẹ, không con không cái, không nơi nương tựa. Có phải là không có lo âu hay không? Mày còn nhớ tới nhỏ My sao? Nhớ bà cô thôi. Nhớ làm gì chứ? Vì họ mày giỏi, lấy được chồng tốt. Cần mày lo sao? Lo cho bản thân mày trước đi. Ngó cái gì? Sơ ý thôi có được không? Xá xị à, đừng có làm vậy mà. Sáng Sơn, mày giúp nó hay giúp tao? Đánh nó đi. Chuyện gì nữa vậy anh Quý? Là dở trò gì đây? Đàn em của anh nói tôi ngang ngược, thấy chướng mắt. Anh nghĩ sao? Không chỉ nó thấy mày chướng mắt, bây giờ đại ca của tao cũng thấy chướng mắt đại ca mày. Bên ngoài có tin biểu tao vào thanh toán. Có giỏi thì tối nay đến phòng tắm lo liệu. Được, mày tưởng thằng Quý này sợ sao? Tuy là đại ca xích mích với thằng Quý, nhưng mà đánh tay đôi là vì hôm nay mày gây gỗ với thằng Quý đó. Tôi sao? Xá xị à, vụ này mày nghĩ sao hả? Dĩ nhiên rồi. Anh em nghe đây, tôi đại diện cho đơn vị. Làm đàn em thì phải có đạo nghĩa. Cái vụ này em nhất định phải xen vào. Anh đừng có lo, tôi nhất định gánh chuyện này cho anh mà. Yên chí đi, được chứ. Mà giỏi lắm, giỏi lắm. Các người cũng vậy, ủng hộ tôi nghe chưa? Dĩ nhiên rồi. Bây giờ người ta khiêu chiến với mình, nói rõ là đánh tay đôi. Tối nay tôi biết anh em đều muốn đại diện cho tôi, nhưng mà để cho công bằng, chúng ta bốc thăm quyết định. Ai rút được điếu thuốc bạc hà thì đại diện. Tôi trước. Hôm nay các người đánh tay đôi là vì giải quyết xích mích, để cho dễ ăn nói với nhau. Theo lệ cũ, đánh 3 phút, đánh chết thì chịu, đừng có trách ai. Hai đại diện bước tới một bước. Vô đi, lên đi, lên đi, lên. Xá xị, lên đi. Yên tâm đi. Sao còn chưa ra tay, Sáng Sơn? Mày muốn đắc tội với tao sao? Lên đi. Lên đi, lên đi, lên đi. Anh hai, em... Vô đi mà, vô đi. Đánh nó đi, lên đi. Mày đứng đó làm gì? Đánh nó đi. Đánh đi chứ. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Đánh nó đi. Anh hai à, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Đánh đi chứ.
không được nhân nhượng. Đánh đi, đánh đi, mày đại diện cho bên tao mà. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Đánh đi. Ra tay đi. Nhìn cái gì, ra tay đi. Đánh đi. Đánh đi chứ. Đánh đi, đánh nó chết đi. Đánh đi, đánh đi. Sao mày nhát gan vậy? Ra tay đi chứ. Mày thật là ngu ngốc. Đánh đi. Hay lắm, hay lắm. Lên, lên đi. Mình thật là ngu quá. Tao bị tụi nó ép thôi, nhưng mà lại chọn trúng mày. Lúc xưa tưởng ba nuôi bị chết, kiếm đại một đại ca để chống lưng. Bây giờ hễ đại ca có chuyện gì là lại kiếm mình. Mày có chuyện thì tự lo liệu. Mày nói đi, theo đại ca có ích gì? Lại đây hút một miếng đã. Mai mốt mình ra hợp sức làm ăn. Hai đứa mình hợp sức làm đại ca cũng được mà. Tao không muốn làm bậy nữa. Thì có ai muốn làm vậy đâu chứ. Mày cũng biết mà, mình thì ít học, lại không có người nhà chăm sóc, không thể làm gì trái ý người ta được. Không lẽ chúng ta phải đi làm cô ly hay sao chứ? Yên chí đi, ai ma giáo thì cũng có mặt chính nghĩa mà. Vậy bây giờ làm sao? Lý tưởng của tao lớn hơn mày. Mày nghe đây. Lý tưởng của tao là muốn mở một vũ trường rất lớn ở khu đông. Chừng đó tao phải cua hết mấy qua hậu đó và ôm hết vô. Rồi để tài xế đưa tao tới chỗ này chỗ kia. Thật đã quá, quan tông diệu tổ. Còn nữa nha, lúc đó đâu có ai dám nói mày là thằng ma giáo đâu. Năm 1987, hai anh tới mượn tiền nhiều vậy, phải biết là lợi tức cao lắm đó. Hai anh có nghĩ trả bằng cách nào không? Tôi biết. Nhưng mà anh Phú à, thằng bạn của tôi kiếm gái giỏi lắm đó. Phải, chúng tôi định đến Đài Loan và Thái Lan kiếm gái về đây. Nếu như anh chịu cho chúng tôi mượn 200 ngàn, chúng tôi đảm bảo làm xong xuôi chuyện. Chúng tôi sẽ trả cả vốn lẫn lời. Được. Diệu à, nói hết những điều kiện giữa mình và họ đi nha. Mượn 200 ngàn mỗi tháng trả 60 ngàn. Đây là hợp đồng. Các anh coi đi. Nè, mày biết có tiếng Anh sao? Được. Đâu thành vấn đề. Không vấn đề thì ký tên vô đây. Vậy hai đứa mình có thể mở được vũ trường ở khu đông rồi đó. Bộ tưởng đưa mày sao? Phải trả đó. Chừng nói trả mà. Cảm ơn. Cảm ơn.
Vô chơi đi người đẹp, bên này bên này. Anh uống gì chứ? Uống gì cũng được mà. Xinh đẹp quá trời quá đất đi. Bên này đẹp hơn nè. Anh uống gì? Uống gì cũng được mà. Tôi chỉ hỏi là ở đây có gì uống không mà. Lát nữa hãy uống đi. Nè, em muốn uống gì chứ? Cùng ly. Anh Khương à, chúc mừng anh. Được làm giám đốc của thị trường Trung Quốc, anh giỏi thật đó. Đều là cô Mi đem tới may mắn cho tôi thôi. Hôm nay tôi vui quá. Mình nhảy một bản có được không? Nhảy đi mà. Liền một cái là trúng liền. Liền một cái nữa nè. Để tao đánh cho. Xác xị. Đừng gây chuyện. Mày nhìn nó bao nhiêu năm rồi. Bây giờ tao đụng tới nó đâu có quá đáng đâu. Bỏ đi, đến đây chỉ để vui vẻ thôi mà. Vui vẻ sao? Mày nhìn thấy đám này rồi sao? Nè, uống rượu đi. Gái bỏ qua một bên đi, kệ đi mà. Nè, chuyện gì vậy? Không có gì. Chuyện gì đó, uống đi mà. Vô đi chứ, được, chuẩn bị. Cái búa nè, cái túi nè. Lần trước có nói với cô chuyện đi Bắc Kinh, cô suy nghĩ sao rồi? Cái gì? Có đi không? Bà già, bà trẻ, con gái. Nè, biết chơi không vậy, đứng yên một chỗ vậy sao? Thật là tục hứng quá. Nè, hát một bài đi. Hay quá. Cô không sao chứ? Thằng kia, chết đi. Làm gì đó? Đâu có liên quan gì mày. Tụi nó làm gì à? Đâu có liên quan gì mày. Xá xỉ, xá xỉ, đừng mà. Xá xỉ. Xá xỉ, bình tĩnh đi. Đừng đánh nữa mà. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Tránh ra, tránh ra. Thôi mà. Thôi mà. Gây chuyện cái gì chứ? Làm ơn đi. Ngồi xuống đi mà. Ngồi xuống đi. Thôi bỏ qua đi. Nhìn cái gì mà nhìn. Đi chỗ khác đi. Cho mày biết tay bây giờ. Bỏ đi. Bỏ qua sao? Tao nhất định phải đánh nó mới được. Coi nể mặt tao đi mà. Nể cái gì chứ? Đánh nó bây giờ nè. Thôi đi mà, lên hát đi. Không hát. Tao hát chung với mày. Không hát. Hát chung đi mà. Mày đàn tao hát nha. Tao hát cho. Nè, uống đi. Uống hết nha. Nhớ đó, tới Bắc Kinh rồi đừng có quên đó. Làm sao mà quên được. Sao hả? Có phải tốn tiền không? Đã nói không phải mà cô. Xá xì mở công ty thì dù sao cũng phải có ông chủ chứ. Mời Dung trà. Được, cảm ơn. Nè, ngồi đi. Cô à, trong nhà thêm một người Mỹ. Chắc cô rành tiếng người ta rồi hả? Còn nói vậy nữa sao? Cô nói tiếng Quảng còn chưa rành nữa đây. Làm sao nói tiếng Mỹ được? Vậy là con gà nói với con vịt thôi. Chị Hảo của cháu nói 2 năm nữa sẽ di dân. Cô cũng không biết phải làm sao nữa. Di dân. Nè, cô nói là không phải tốn tiền nữa hả?
Để cô đưa tiền cho cháu nha. Đây nè. Cô à, làm như vậy là kỳ quá. Cô cất lại trong túi đi mà. Cháu giữ lấy đi mà. Thôi, đừng giành nhau nữa. Chào chị. Đã tới rồi đó hả? Cứ tới cuối tháng là lại tới đây xin tiền có phải không? Sáng Sơn à, đừng có trách nó. Bỏ đi cô, cháu đã quen rồi. Nếu như cháu thích thì để cô nói với chị cháu và anh rể của cháu, xin cho cháu qua bên đó. Tại vì Hồng Kông mai mốt sẽ không biết ra sao nữa. Hôn một miếng đã. Hôm nay có phá hay không? Dạ không. Ngoan vậy sao? Gia Bảo, đừng có chạy nữa. Nếu không má không thương con đó. Được rồi mà, cùng lắm là cho con ăn kem đi. Mi. Cháu tên là gì? Dạ Gia Bảo. Gia Bảo à? Mi à, tại sao giấu anh vậy? Anh hiểu lầm rồi. Nó không phải là con của anh. Nó là học sinh dạy kèm của em. Đến giờ này vẫn gạt anh sao? Anh không tin thì thôi. Mi à, hay quá hay quá. Hôm nay có bà tới đón. Gia Bảo, ba ơi. Cô Mi à, tôi đưa nó về nhà được rồi. Không quấy rầy cô đâu. Tạm biệt chị, tạm biệt anh. Tạm biệt. Tạm biệt. Anh phải đoán ra chứ. Em làm gì có đứa con gái lớn như vậy. Mi à, xin lỗi em nha. Bạn trai của em có tốt với em không? Nhưng mà không cần hỏi. Dù sao vẫn tốt hơn anh. Có còn thích nhảy như ngày xưa không? Hồi xưa em thích lắm mà. Em nhớ không? Nhớ không vậy? Ngày đó thật là ngu ngốc. Lúc nào rảnh đi nhảy nha. Mi à, còn nhớ lúc xưa chúng ta đến quán chè đó không? Khu này nè, tối mai anh đi với em nha. Anh? 5 giờ tan sở. Tan cái gì chứ, bộ ban đêm không cần đi làm sao? Gánh cho ta một đêm không được sao? Dĩ nhiên là không được rồi. Có anh em là không có gái. Có gái là hết anh em. Alo Mi hả? Không, được rồi, hẹn gặp lại em sau. Tạm biệt. Nè, đưa tao, đưa tao, đưa tao. Còn làm gì nữa? Mau đi đi. Biết rồi, vậy mau nha. Biết rồi. Anh Sơn à, tôi thật là hâm mộ anh đó. Ai anh cũng thử trước. Chết đi. Mua một quan tài có cần nằm thử không? Điên à. Có khách, đi dẫn cho người ta coi đi. Cảnh sát đây. Đứng im, đừng có chạy. Chuyện gì vậy? Đừng có làm bậy nha. Đừng làm bậy đó. Đừng có làm bậy nha. Đứng im đi. Tao nói cho mày biết, lúc tao ra đời mày còn chưa biết mặc quần là gì đâu. Đứng im đi nha. Anh chỉ, để tôi nói với anh ta. Nè, nếu không làm bậy sao bỏ chạy? Làm bậy gì? Đi vệ sinh thôi mà. Đi vệ sinh mà cũng không được sao? Tôi sợ bắt nhầm người, mong anh giải thích cho rõ. Anh tới đây làm gì? Kiếm gái sao? Ngốc thật, chỉ có bọn già mới kiếm gái thôi. Đẹp trai như vậy mà đi kiếm gái sao? Tôi giới thiệu cho chú còn được nữa là. Tôi hỏi thêm một lần, anh tới đây làm gì?
Tôi lên đây mướn phòng, vậy cũng không được sao? Phạm pháp hả? Anh bạn, làm phách quá đó. Làm phách hả? Ba tôi sinh ra tôi là vậy đó, còn cách nào hơn? Sếp Vinh à, nhỏ Đài Loan này là người này dẫn tới. Đáng chết. Đưa về đồ. Ba mày có dạy mày làm phách là bị người ta đánh không? Đừng làm ẩu nha, tôi kiện đó. Được. 254 là số của tôi, nhớ kỹ nha. Bây giờ tôi thưa anh tội, xúi người ta hành nghề mại dâm. Có nghĩa là làm ma cô, có biết không? Đi mau. Sếp à, tôi cũng có ba má sinh ra mà. Làm mạnh như vậy đau lắm. Làm ba của anh hả? Chết đi còn hơn. Lên đi. Sếp à, không sao đâu. Không có gì đâu mà. Trước sau gì tôi cũng không có chết đâu mà lo. Nhóc con, chuyện gì? Không có chỗ ngồi, tính cho tôi ngồi taxi sao? Đi xe này thì vất vả cho anh rồi đó. Vậy cảm ơn nha. Tạm biệt. Nhìn cái gì? Mày bốn mắt rồi còn có muốn thêm nữa không? Còn nhìn. Muốn chơi thử à? Đi đi, nếu không bị đập bể mặt đó. Ngó cái gì mà ngó chứ? Tránh ra. Sếp à, tôi cho ông biết, thả tôi ra ngay. Nếu không tôi thưa ông đó. Chú Vinh à, tưởng rằng bây giờ còn là thời đại những năm 70 sao? Mấy kiểu người này không cần nể mặt đâu. Đúng vậy chú Vinh, người Hồng Kông có nhân quyền, chú làm gì sẽ bị khiếu nại đó. Nếu như làm đến nỗi phải thỏa hiệp với đám ma cô này thì tôi thà nghỉ việc. Chú Vinh à, chú đừng bực bội. Chú còn mấy năm nữa là về hưu. Nếu không phải lúc xưa tôi theo chú thì lần này chú đã bị khai trừ rồi. Chú Vinh à, ra ngoài bàn với đám ma cô đó một chút đi. Coi như là giúp tôi đó. Làm ơn đi. Đại ca, làm ơn đi. Bảo lãnh anh thì anh đi đi. Bộ anh muốn ngày mai báo chí đăng anh với cái bạn trước ngực chạy tới chạy lui hay sao chứ? Nói đã chưa? Xong rồi dứt tình anh em nha. Đồn cảnh sát mà làm như vậy nhất định là không được đâu. Tao nhất định khiếu nại cho mày nghe. Anh bạn, vụ này tôi xét lại rồi, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Đi đi. Cái gì? Ông nói không sao là không sao hả? Như vậy nha, sếp muốn bắt nó đi hả? Mày đừng lo, tao nhất định sẽ bảo lãnh mày ra. Mày đừng có cười, tao nhất định khiếu nại mày cho mày hết làm cảnh sát luôn. Đúng vậy đó ông già, coi chừng đi dài hạn luôn đó. Nhóc con, dở trò kỹ xong rồi thì về đi. Nếu không mai mốt sẽ bị chụp ổ hết. Không biết đại ca của mày sẽ nghĩ sao nữa. Xã hội đen, sợ quá. Sếp à, nghĩ sao vậy? Ông ta dọa tôi đó. Tôi nhất định khiếu nại mà. Mất công ông ta tóm ổ của tôi. Đúng vậy. Vậy được, coi ai chơi chết ai. Cái gì? Chỗ này đồ đồn cảnh sát nha. Ông ham dọa bừa bãi không được đâu nha. Phải không? Mình ngồi trước đi mà. Mất công bị người ta đánh đó. Thôi được, đừng có tốn hơi nữa. 2296. Chuyện gì vậy sếp? Cho họ hai cái giường đi. Một cái thôi tôi sẽ đi mà. Ông già đừng giỡn trò với tôi đó. Tôi chơi đến cùng luôn đó. Nói đủ chưa? Nếu không đi không nể mặt đâu. Còn cái giang hồ phải nói đạo nghĩa. Chú nói nể mặt thì phải nể mặt mới được. Chú đừng có cười nha. Tôi không có nể mặt chú đâu. Tôi chỉ nể mặt sếp này thôi. Đại ca, thôi mình đi. Đi đi. Muốn giỡn trò hả? Đừng có hòng. Đại ca, ngày mai gặp nha. Đừng có gọi tôi là đại ca. Đừng có tiết lộ thân phận chứ. Nhị ca, đi cẩn thận nha. Thiệt là mát quá. Đi lối này đi. Tạm biệt. Tôi lạy anh Vinh à. Biết cách nào hơn chứ. Tôi nhất định sẽ trả mà. Được rồi. Anh biết mà. Dạo này đám con gái đến đâu là cảnh sát ùa đến đó. Làm cái gì vậy? Tôi nhất định sẽ trả hết thôi. Lợi tức của anh tôi sẽ tính hết mà. Được rồi, được rồi. Yên tâm. Mời vô trong tự nhiên đi. Tự nhiên đi nha. Mẹ dạy con à. Phải đó. Ngày nào không gặp được tôi cũng không yên lòng. Lại tới nữa sao? Rảnh thì đến cúng chứ. Ý gì đây? Đại ca của anh sao nhỏ nhặt quá vậy? Chỉ thiếu mới có mấy người thôi mà kiếm người theo đuổi hoài. Anh biết không? Dạo này đại ca chơi cổ phiếu bị mất mấy triệu. Mắc mớ gì tôi chứ? Tôi mặc kệ. Trả cả vốn lẫn lợi 3 ngày. 3 ngày sao? Tôi làm sao mà trả được? Anh cũng biết đó. Cái đám đó lộn xộn vô cùng. Lấy gì trả đây? Trả cái gì đây? Cái gì? Mày đừng có giỡn trò nghe chưa? 3 ngày là 3 ngày. Mày chạy không thoát đâu. 3 ngày. 3 ngày. Được, được mà. Anh điện cho em nha. Chuyện gì? Anh cầm lấy đi. Uống trà không đủ tiền trả. Tính toán với em làm gì?
cũng tại người khác bỏ trốn thôi, nếu không thì không bị mất tiền. Cảm ơn. Em cho anh mượn tiền, đâu có cho anh hôn. Em kêu kiệt vậy? Từ nay đừng đến chỗ đắt tiền ăn cơm nữa, tiết kiệm một chút đi. Tạm biệt. Không phải tôi không giúp anh đâu, bây giờ anh phải giúp đỡ tôi mới được. Đám gái của anh vừa tới là cảnh sát ào tới ngay. Vậy làm sao làm ăn được đây? Xá xị à, làm vậy không được đâu. Anh tạm lánh mặt đi. Đại ca, lúc xưa ai cũng chịu giúp tôi mấy việc này mà, có đúng không? Bây giờ dây mấy người 200 ngàn thôi mà phải trả lợi tức nữa sao? Có phải muốn chơi tôi không? Không thể nói vậy được. Chuyện gì vậy? Chạy trước đi. Sáng Sơn, tiền của tao đâu? Không trả hả? Không trả tiền sao? Cho mày chết. Cho mày chết nè. Cho mày chết. Đánh kiểu này tính giết người sao? Tao không đánh chết mày, nhưng tao sẽ cho mày bị gãy tay chân. Đi ăn xin cũng phải trả 200 ngàn cho tao. Nè, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà, đứng dậy. Đáng chết, còn chạy sao? Coi mày chạy tới đâu. Đừng qua đây nha. Đừng qua nha. Nhóc con, sợ đánh không sợ chết sao? Có giỏi thì nhảy xuống đi. Nếu tôi nhảy xuống thì tất cả đều mất hết đó. Nhóc con, chơi liều hả? Nhưng mày chết thì tao cũng không được gì đâu. Bây giờ tao cho mày cơ hội. Đi thu món nợ cho tao. Nếu thu được thì trừ dứt nợ. Anh nói đó nha, đừng nuốt lời đó. Mà làm gì có chuyện dễ dàng vậy chứ? 200 ngàn vậy là dứt sao? Có phải thật không đó? Ra tới rồi. Cô My à, chúng tôi là CID của tổ trọng án Cửu Long. Con gái của ông bị bắt cóc. Chúng tôi không muốn kẻ thứ ba biết được, mong là ông hợp tác với cảnh sát. Các đơn vị chú ý, mục tiêu đã xuất hiện. Tất cả hãy cẩn thận, hãy chú ý canh gác đó. Mày nghĩ nếu mày không làm chuyện này thì thằng Phú có chết không vậy? Mày biết tao không sợ chết mà, vậy tại sao phải làm? Nếu chuyện gì cũng biết tại sao thì làm sao đến nỗi như ngày hôm nay chứ? Alo. Phải. Đem rồi. Các đơn vị chú ý, mục tiêu đã nói chuyện với bọn cướp. Tôi tới ngay. Các đơn vị chú ý, mục tiêu đã rời khỏi điểm chỉ định. Hãy rời khỏi Thái Cổ Thành. Được, chúng tôi đi ngay. Đi đâu? Con cá đang bơi ra, đi mau đi. Xe buýt đang ở phía trước kìa. Đi mau đi. Đi mau lên. Bây giờ mục tiêu đang đi đến trạm xe buýt. Làm ơn chờ tôi với. Alo, xuống xe hả? Được.
lên phía trước đi. Cướp, giật đồ. Coi chừng nha. Các đơn vị chú ý, bọn cướp đi xe Maha hai bánh, đi về phương đông. Ngồi vững nha. Đáng lẽ có phần của hai anh, nhưng phần hai anh dùng để trả nợ rồi. Cái gì? Nhiêu đây thôi à? Nhận thì thôi. Nhớ là từ nay đừng nhắc trước mặt tôi nữa nghe chưa. Anh Phú, chuyện con tin thì sao? Chuyện đó không liên quan gì anh. Làm việc gì tôi cũng chỉ nghĩ tốt cho chúng ta thôi. Thiệt là. Nè, tao muốn trở lên. Làm gì vậy? Chạy ít tiền sao? Muốn lên lấy lại sao? Không phải. Con tin đó là học sinh của My đó. Sao bây giờ mới nói chứ? Ngư à, lo cho con nhỏ đó đi. Dạ. Chạy mau. Đứng lại. Chạy mau đi. Chạy mau đi. Ôm chặt nha. Không sao chứ? Đừng có đụng tao đó. Về chuyện Chu Gia Bảo, con gái của phú thương Chu Đức Hải bị bắt cóc làm tiền, cảnh sát chúng tôi tối mai ra đây coi lẹ lẹ nè con. Cậu con chưa có chết nè. Tối mai ra đây mau lẹ đi. Kẻ tình nghi tên là Lâm Sáng Sơn, thân cao 1m75, nói rành tiếng Quảng, là người bắt cóc con gái của phú thương Chu Đức Hải, bị bắt cóc để làm tiền. Cô My à, cô đi đâu vậy? Cảnh sát, gì chứ? Anh đừng có bám theo tôi nữa được không? Được, được thôi. My, anh thật không phải là người. Anh nói với em sẽ sửa đổi mà. Tại vì em biết anh tính nào tật nấy, khó mà sửa đổi. Nhưng tại sao anh lại lợi dụng em để bắt một đứa nhỏ vô tội chứ? Tại sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Anh im miệng đi, không liên quan tới anh. Bây giờ Gia Bảo ở đâu? Anh định làm gì nó chứ? Nếu như anh còn tính người, em xin anh thả nó ra đi. Nó đã chưa? Vậy chúng tôi không phải là người sao? Phải xả thân đi cứu nó đó. Tôi cho cô biết, tuy rằng hai chúng tôi là người ít học, cô có học nhiều hơn. Học rồi chửi người ta vậy đó sao? Ơ kìa, lại là mày đó hả? Đừng có chửi người ta bừa bãi nha. Tao gọi cảnh sát đó. Thằng đáng chết, xá xị, tránh ra. Thả tao ra đi mà, đánh chết mày bây giờ. Xin lỗi, anh không có gạt em. Anh cũng muốn làm một người tốt, nhưng làm không nổi thôi. Chuyện Gia Bảo anh không quan hệ. Tin anh cũng được, không tin cũng được. Nghĩa là anh không lợi dụng em.
Chuyện gì vậy? Không có gì. Nè, thuyền chừng nào đến vậy? Khoảng 15 phút thôi. Có giữ lại không? Thì mong nó nuốt lời thôi. Tao thật không muốn đi. Tại sao vậy? Mày biết mà, tao như mù chữ vậy, không thể nói tiếng Mỹ. Làm sao đi cua gái? Làm sao sống chứ? Suốt đời tao không biết phải làm gì, cứ bị người ta để ý hoài. Bỏ đi, mình cũng đâu có tệ lắm đâu. Cua gái cũng cua chung, bị tù cũng bị chung. Cùng lắm là chết cùng ngày cùng tháng cùng năm thôi. Muốn kết đôi với tao sao? Nếu thật như vậy, mày phá ba của tao thì ba tao kiếm mày thôi. Còn đỡ hơn tao, tao chưa từng gặp được ba nè. Tao không kiếm mày còn kiếm ai nữa chứ. Mắc bẫy rồi. Cẩn thận nha. Chạy trước đi. Xá xỉ, cẩn thận. Xá xỉ, chạy trước đi. Xá xỉ. Xá xỉ. Xá xỉ, sao rồi? Xá xỉ. Xá xỉ. Mày sao rồi? Xá xỉ. Xá xỉ. Y tá. Bác sĩ, cứu giùm bạn tôi. Cô y tá à? Nè, anh làm cái gì vậy? Không được đâu. Đừng làm vậy mà. Anh đi đâu vậy? Không được đâu. Cứu bạn của tôi đi. Hãy cứu bạn của tôi đi. Chuyện gì vậy? Hãy cứu giùm bạn của tôi đi. Vô phòng cấp cứu đi. Xá xỉ, cố lên. Bác sĩ, nhanh giùm đi. Anh không vô được đâu. Ra ngoài đăng ký đi. Đánh ai vậy? Xảy ra chuyện gì? Tại sao bạn của anh bị thương vậy? Anh tên gì? Thiệt đó. Anh ở đâu vậy? Khu tỳ dân. Xin lỗi, chỗ này có phải có một công tên Vinh không? Bà kiếm sếp Vinh sao? Mời ngồi, chờ một chút nha. Cảm ơn. Sếp Vinh à, nhà thương có điện thoại. Cảm ơn. Xá xỉ. Nè, làm gì? Tôi đi theo bạn tôi. Không được. Không được chạy tứ tung. Ở yên đi. Buông ra. Sáng Sơn. Buông tay. Sáng Sơn. Dừng tay đi. Sáng Sơn.
Dừng tay đi mà, Sáng Sơn. Bình tĩnh đi mà. Tại sao lần nào gặp mày, mày cũng gây chuyện hết vậy? Mày giỏi làm thêm lần nữa đi, Sáng Sơn. Ông là ba của cháu đó. Tôi không có ba. Nếu như tôi có ba, Sáng Sơn, thì tôi không, không đến nỗi như vậy. Sáng Sơn. Được. Ông nói ông là ba của tôi, ông chịu giúp tôi. Tôi không muốn gặp bạn tôi kiểu này. Mở cổng. Sếp Vinh, nói cái gì? Sếp Vinh, không được đâu. Chìa khóa. Hết cách rồi. Con người chơi không lại ông trời. Dù sao thì mở vũ trường lớn hơn Cù Đông. Suốt đời tao không làm được gì, chỉ có cô gái là hơi nhiều. Nhưng mà điều thất bại nhất của tao là tao chưa làm được gì ra trò cả. Mày có được những điều như vậy, tao có chửi mày dưới mi. Thật ra tao rất hâm mộ. Suốt đời người chỉ yêu đối phương của mình. Hai người thương nhớ lẫn nhau là chuyện tốt mà. Là chuyện tốt. Nè, gọi cho nhỏ Mi đi. Ngoan đi chứ. Đi đi. Alo, Mi à, anh là Sáng Sơn đây. Anh ở đâu vậy? Nói em biết đi. Anh đang ở bệnh viện. Mi, thật ra anh chỉ muốn nói với em một câu. Anh muốn em làm sao? Em chỉ là người đàn bà tầm thường. Em không muốn mỗi ngày phải lo lắng sợ hãi. Em không muốn có một căn nhà thuộc về mình. Em muốn có một người chồng. Em muốn anh làm sao chứ? Sáng nay em hứa đi Bắc Kinh với anh, bây giờ lại không muốn đi nữa sao? Em coi anh là cái gì? Anh làm ơn đừng phiền em nữa có được không? Em xin anh, hãy cho em yên tĩnh một chút. Sáng Sơn, chuyện gì vậy? Đàn ông con trai mà khóc có gì? Phải không? Tao cho mày biết, có một chuyện từ nhỏ tới lớn của tao, là tao chưa bao giờ khóc. Lúc tao lọt lòng mẹ, má tao tưởng tao bị câm. Xá xị. Nếu tao phải sinh ly tử biệt với mày, tao sẽ khóc. Tao sẽ khóc. Tao khóc. Xá xị. Tao sẽ khóc. Không. Xá xị.
Sáng Sơn, cháu. Sáng Sơn, chờ đã. Đứng lại. Sáng Sơn. Sáng Sơn, đứng lại. Đứng lại. Sáng Sơn. Xuống xe, nhanh lên. Chuyện gì vậy? Xe của tôi mà. Làm gì vậy? Trả xe lại đây. Sáng Sơn, ra đây. Chết đi. Đứng im. Đừng có chạy. Sáng Sơn, Sáng Sơn, đừng mà. Sáng Sơn, đừng. Tao giết mày, tao giết mày. Tha cho nó đi. Tao giết mày. Sáng Sơn, tha cho nó đi. Tao giết mày. Tao giết mày. Có nghe không? Con làm như vậy là mất hết tương lai đó. Có nghe không? Có ai không? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. 20 mấy năm trời, ba vất vả lắm mới kiếm được con. Ba không muốn con làm chuyện dại dột đâu. Sáng Sơn. Sáng Sơn. Ông điên hả? Bây giờ mới dạy tôi là đúng hay sai? Từ nhỏ tới lớn, không ai nói tôi là phải hay là không phải. Bây giờ ông nói với tôi, đã muộn rồi. Con đừng đem chuyện thất bại của con mà đổ tội lên việc không có cha. Con có nghĩ tới phải cố gắng làm người, là một người tốt hay không? Phải. Con làm như vậy chỉ để lộ sự bất mãn của mình. Nhưng mà con không thấy có lỗi với vợ và với cô của con sao? Con làm như vậy là tự hủy hoại đời mình. Cứu tôi, cứu tôi.
天上知道我的心，星星还有数百。